sửa chùa hoặc giúp người tu, trong khi hoạn nạn không có điều kiện để sinh sống để tu thì giúp, cái đó mới cái lòng gọi là lòng từ bi. Thì từ cái chỗ ăn chay niệm Phật mà nó mới sanh ra cái lòng từ bi của mình, thì mình mới tu được vững vàng. Còn nếu quý vị nào tu một cách tu này rất dễ, là mình không sân si, không thù ghét, không có là đố kỵ ai hết, gọi là tu. Đó, quý vị cứ tu nhân như vậy là được. Dạ rồi, hôm nay thì trở lại với cô Năm, với thầy Trái Khang. Thì hôm nay cô Năm cũng có nhiệm vụ là giao tịnh tài để thầy Trái Khang sửa chùa. Rồi, con mời cô Năm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cô chào Dương Cầm, chào thầy. Dạ, Nam mô Phật, chào Nam. Thì hôm nay là cũng vào ngày 27 tháng 9. Rồi. 2024. Dạ, mô Phật. Buổi sáng hôm nay là cô ra chùa của thầy, đây là ở gần núi Sam, Châu Đốc, để trao tiền cho thầy, có Mạnh Thường Quân gửi tiền cho thầy để sửa chùa cho nó mau, cho rồi để mưa dông. Dạ, mô Phật. Thì hôm nay bắt đầu cô đọc cái danh sách. Cái một cái cô này là con là Quỳnh Thị Nga ở Úc, mà cái số tiền này là của mẹ, là mẹ là Hồ Thị Ngoạn Nghệ ở Úc, là trao cho thầy là 40 triệu để sửa chùa. Dạ, mô Phật. Là mẹ là Hồ Thị Nghệ ở Úc, là có người con là Quỳnh Thị Nga, bạn của cô Thanh Thu. Đó, đây thì 40 triệu nè thầy. Dạ. Thầy đếm đi. Mà đếm gì? Cũng như là 2, 3 40. Dạ, đó. Rồi tiếp tục là cô Quỳnh Thị Nga, là Phương Quỳnh. Phương Quỳnh là gửi cho là cô là 5 triệu, nhưng mà cô có, Quỳnh có nói là cô bỏ 1 triệu để đổ dầu đổ xăng. Dạ. Gửi cho thầy 4 triệu nhưng mà hồi hướng cho chị là Quỳnh Thị Nga 53 tuổi ở Mỹ, cầu an người này bệnh rất nhiều. Dạ. Đó, nhờ thầy cầu an giùm. Hồi viết cái mấy cái vị mà cúng dường đó. Còn để thầy cầu an. Là cũng như là 200 đô. Người nhìn này Quỳnh Thị Nga là 100. Dạ. Là cái người gửi là Phương Quỳnh, là em của Quỳnh Thị Nga ở Mỹ. Gửi nhờ cô là làm việc thiện gì đó làm, nhưng mà cô thấy thầy đang sửa chùa thì cũng nhờ cái việc thiện. Dạ. Thì một là hai nữa là nhờ thầy tụng kinh cho người này, cầu an cho người này đang bệnh nhiều lắm. Bây giờ con người còn có 30 mấy ký. Dạ. Bệnh rất là nặng luôn, không ăn không uống gì được. Dạ. Nhức nhối tất cả mình mẩy là nhức nhối dữ lắm, không có ăn cơm cũng phải chồng phải đúc nữa, mà ở bên Mỹ á, nên là nhờ cầu an cho người này, nếu mà có mãn phần thì cũng đi nhẹ nhàng, còn hai nữa là được cho mạnh khỏe một chút đừng mà tự ăn tự sinh hoạt, cái này là không có làm gì được luôn, muốn nhờ chồng không. Thì người mẹ là Nguyễn Thị Phép là 73 tuổi. Đó, hai người này, người này á là cầu siêu. Nguyễn Thị Phép là mất rồi ngày mùng 6 tháng 10 nhờ thầy cầu siêu. Còn người này là Quỳnh Thị Nga 53 tuổi cầu an. Đó. Cái cô này vô năm nay là bệnh dữ lắm, bệnh quyết liệt. Bệnh dữ lắm đó, vô nên là cái này là thầy nhà. Tập ghi lại. Hồi xong đó thì người này là 4 triệu ha. 4 triệu. 1 2 3 4. Rồi. Tới một người nữa. Một đại gia đình này là ở Pháp. Đại gia đình và cùng Phật tử. Phật tử và sư sư huynh Minh Lợi. Phật tử và tu, người tu nha. Đây là gia đình cô Diệu Quả. Thì đợt trước rồi đó là có 4.2 triệu đó. Đợt này cô gửi thêm là tất cả huynh đệ trong đây là 5.7 triệu nữa. Yeah, đợt rồi có gửi một đợt là 4.2 triệu thì cô cũng trao cho thầy rồi. Còn cái đợt này là đợt nhì. Đợt nhì này là tất cả gia đình của cô Diệu Quả với sư huynh với đồng đạo bệnh gửi ở bên Pháp. Thì tổng cộng tất cả trơn là 5.700.000. Đó, bây giờ trao cho thầy đi rồi đọc của tên ha. Bị tên này tên Pháp, có đọc của cô vô quả thì tâm cảm vô năm nha. 1 2 3 4 5 5 đó. Rồi để cô lấy 5.700.000 để lấy 200.000 nữa. Đếm cơ bán thầy. Thấy rồi, 5 triệu rồi. 1 2 3 4 5
đó 700 ngàn. Rồi. 5.700.000 là đại gia đình của cô Dư Quả với đồng đạo huynh đệ ở bên Pháp cùng chung với nhau, là sư huynh Minh Lợi là 2.200.000, cùng em là Hồ Minh Nhật và sư huynh Minh Lợi là hai người, hai anh em là 2.200.000, Diệu Nhẫn 1.000.000, Lin Mo In với Lin En Yin, Lin Antoine, Lin Dinada là 500.000, còn đại gia đình của cô Diệu Quả là 2.000.000. Thì để cô đọc tên đại gia đình của cô Diệu Quả là 2.000.000 thì Nghiêm Son Khen, Nghiêm Hôn Hu, Nghiêm Sang Sang, Nghiêm Nghiêm Jun, Châu Ti, Châu Mi Ly, Châu Mai Len, Nghiêm Helen, Gassimi Zian, Gassimi Leana, Nghiêm Daminen, Nghiêm Tanden, Nghiêm Mina, Nghiêm Lande, Sila. Đó, thì đây là đại gia đình của cô Diệu Quả và đồng đạo Phật tử ở bên Pháp, tổng cộng hết trơn đây là 5.700.000. Thì hôm nay cô Năm cũng trao cho thầy là đầy đủ. Thì bây giờ thầy cũng nữa cầu cho cái cô Diệu Quả này, cô cũng bệnh dữ lắm. Dạ. Cô cầu ăn chìm cổ. Chút nữa thầy ghi giấy, lấy cái sổ thầy ghi tên mấy vị. Cầu ăn dùm cho cái cô Diệu Quả này, cô bệnh lắm, cô cũng lớn tuổi 70, 71 giờ mà cô bệnh dữ lắm. Để hồi đó cũng... thì tổng cộng hết trơn cái đợt này như vậy là trao cho thầy là được nhiêu ta? 10 triệu mấy. Không hết trơn. Ê, quên, 2, 4 chục mấy triệu. 40 với 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cũng như 100 nữa là 10 đó. Là cũng như là 50 triệu đó. Nha. 100 ngàn đó là 50 triệu đó quý vị. Mà không biết nhiêu đây thầy sửa có đủ chưa, tôi thấy trong bộ nhiều quá không biết đủ không nữa. Còn dài quá, còn tới ngày quá. Thì như vậy hôm nay là cô Năm cũng đem tiền cho thầy là ngày 27 tháng 9. Thì cái thấy cái chùa của thầy thì cũng còn nhiều. Thì quý vị nào có phát tâm thì tiếp tục gửi cho thầy, khi nào thầy hoàn thành thì thầy không có thì cô Năm không nhận nữa. Bây giờ thì cũng còn rất nhiều. Dạ, một phần. Mới được một phần, còn hai phần nữa. Mà chắc cái này chắc là thầy đổ tới cái mâm bằng này à ha. Dạ. Đổ cái mâm lên bằng thẳng đó đi. Dạ. Ha. Rồi cái là trong này rồi. Đổ mâm còn xây tường lên. Không, cái xây. Dạ. Bây giờ thầy đổ cái mâm ha, cái trong đó thầy dừng lựa lên hết đi cho nó hoàn thành cái này đổ mâm đó là coi mình coi nó thiếu tới đâu. Dạ, một phần. Vậy. Đây là cái nào khúc nào cho nó gọn khúc ở trong này cho nó khúc rồi xong đi. Dạ. Dạ. Vậy đó. Thì hôm nay đó thì các mạnh thường quân của cô cũng gửi tiền cho cô để cho thầy sửa chùa. Chừng nào mà thầy sửa xong hết rồi đó thì ăn khánh thành đó. Khai cái gì đó thầy? Dạ, ăn khánh thành. Thì nữa cô cũng ra đây quay nữa. Dạ, quay để gửi cho các mạnh thường quân vui. Có khi trao tiền rồi mà không biết thầy làm rồi chưa. Dạ, một phần. Thì hôm nay thì cũng đi được nửa đoạn đường, chưa được nửa đoạn, cũng 1/3 rồi. Dạ, thì thầy cũng cố gắng làm nhanh ha, cho mạnh thường quân vui ha. Dạ. Thì cô hồi hướng công đức này đến của quyền thất tổ của các mạnh thường quân của cô, là nhất là gia đình của cô Diệu Quả bên Pháp với cô người mà mới gửi sau này đó là Nguyễn Thiên Nghệ đó, cũng ở Pháp, ở Mỹ, ở Úc mà lộn xộn hoài thầy. Ở Pháp với ở Úc hai quý vị này với một đứa Mỹ là ba nước đó. Đây là ba nước nha. Ở Pháp nè, ở Mỹ nè, ở Úc nè. Dạ, một phần. Là ba, hôm nay là trao cho thầy là ba mạnh thường quân. Ba nước Pháp, nước Mỹ, nước Úc. Mà nước Úc thì nhiều nhất là cô Nguyễn Thị Phép. Dạ, ở Nghệ, bà Nguyễn Thị Nghệ là 40 một mình bà đó. Dạ, đó, thầy hưởng cho giùm nha. Bà đó cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Rồi thì xong cái chương trình giao tiền, trao tiền cho thầy rồi. Thì kế tiếp thì cô Năm với thầy Sang là chia sẻ về Phật pháp để cho bà con cô bác trên cộng đồng
để mình hiểu biết về cái con đường tu tập mình cho tu cho mau tiến lên. Thì hôm nay là chia sẻ Phật pháp với thầy. Dạ. Rồi Nam Mô Di Đà Phật. Giờ để ông thầy xin hồi hướng với các vị đại hạnh. Rồi hướng đi. Nay các mạnh thần quân có trong nước và ngoài nước có gửi tiền cúng dường cho thầy để xây. Hôm nay là thầy hồi hướng công đức này cho các vị lúc nào gia đạo cũng được sức khỏe dồi dào, thân tâm thường an lạc, gia đạo được hạnh phúc, làm ăn cho được thuận lợi. Nam mô A Di Đà Phật chứng minh, Nam mô A Di Đà Phật tổ chứng minh, Nam mô A Di Đà Phật tổ chứng minh, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ rồi. Cái nữa thầy ghi này nè ha. Là mẹ là Hồ Thị Nghệ nè, ở Úc nè, là bốn tục. Dạ. Còn nguyện cho người này. Còn người này là phép là cầu siêu. Dạ. Nhớ từ tại ghi lại giờ. Nữa ghi lại hết mấy gì danh sách mà Phật tử gửi đó. Để ông thầy cúng kinh đồng hồi hồi hướng. Thì thời kinh thời kinh cái thầy hồi hướng giùm. Dạ. Dạ rồi thì cảm ơn cô Năm đã gửi trình bày xong. Giờ thì cũng mong hai vị là chia sẻ về Phật pháp, nói về chữ tu. Tu là gì? Tu là như thế nào? Rồi, mời cô Năm trước hay thầy. Thầy chia sẻ tu là như thế nào đó. Bây giờ Nam mô Di Đà Phật. Nam mô cầu nguyện chính phương trời mười phương chư Phật gia hộ phủ ánh hào quang. Hôm nay xin chia sẻ về đề tài tu thế nào gọi là tu. Các Phật tử hỏi. Xin Long Thần hộ pháp chư Thiên Bồ Tát hộ trì chứng minh, Nam mô Tam Bảo Phật Pháp Tăng chứng minh, Nam mô Di Đà Phật. Ví dụ bây giờ tu thì nó nhiều cách tu lắm. Tu nó nhiều con đường tu lắm. Nhưng theo mà hồi xưa đó thì cái lực nhân quả của mình đó là tu hành đó. Thì mình làm kiếp này, ví dụ mình làm ác đi, dài kiếp sau mình mới trả. Có khi tới liền mà nó ít lắm, dài kiếp sau mới trả. Rồi bây giờ á, theo mà cái trụ kỳ của trời đất á, năm 2000 trở đây đó á, thì mình làm phước đó. Mình tu là gì? Tu là mình làm phước. Mình làm phước là mình tu, còn mình làm ác đó là mình không có tu. Cái người thiện đó, ví dụ người ta bố thí nè, người ta làm phước nè, nhưng cô Năm vậy nè, cổ đi làm từ thiện, các mạnh thần quân mà gửi tiền cho cổ tặng cho cổ làm từ thiện, nhưng cô Năm là cái, nếu mà không có cô Năm đó, không có các mạnh thần quân đó, là ông thầy không cất được cái này, không thể sửa được cái này. Nó các mạnh thường quân gửi vô cho cô Năm làm từ thiện, đưa cho ông thầy để xây sửa, cũng gọi là tu. Cái đó là tu gì? Cái đó là mình tu đức. Đức là gì? Đức á, là mình tu, mình làm các việc thiện này nó mới chỗ cái phước mình được. Chứ người ta nói cái phước tới là từ đâu có, do cái đức của mình. Mình tạo được nhiều cái công đức như vậy thì nó sẽ chỗ cái phước, tự nhiên cái chỗ cái phước. Nhưng mà năm 2000 tới giờ đó, mình làm cái mình hưởng liền. Tại vì trong vòng của trời đất này, thời kỳ này là ân xá cho mình sống thêm trong vòng 2000 năm tới đây. Cho nên làm, nếu ai làm tội thì lãnh cái quả báo liền. Còn ai làm phước sẽ hưởng được cái phước báo liền trong cái thời kỳ này. Cho nên mình cũng gọi là tu. Còn tu là gì? Ví dụ người ta chửi mình đi. Mà mình không chửi lại họ, hoặc là họ nói nặng mình mà mình không nói nặng lại họ, mình cũng gọi là tu nữa. Dễ tu lắm, cái đó gọi tu tâm nha. Con người mình là tội nhất là do cái khẩu mình. Mà cái khẩu mình á, mà cái tâm mình không nghĩ, cái khẩu mình không có nói được. Cho nên á, con người tu là do cái tâm của mình. Hiền, từ hiền là gì? Người ta nói mình á,
Cho nên có câu nói đó, hơn thua làm chi, lời nói của người ta nói qua nhưng là cái gió lùa qua mất tiêu à. Tại mình để ý rồi mình sân si, mình phiền não, còn mình nín, mình không có hơn thua lại với họ, đó là cái đức mình có, cái phước mình nó trổ lên. Ví dụ như mình khổ đi, mình gác nhịn đi, gác nhục. Con người đời á, nói nhịn á, là người ta nói là mình ngu. Nhưng mà người đạo, người biết tu đó, nhịn là mình khôn. Không phải mình không biết, nhưng mà mình nhịn để làm chi? Để cho mình có cái tâm đức. Từ đó con người mình mới phát triển ra, làm ăn được thuận lợi. Cho nên mình mới tu hành, phải nhịn nhục. Nhịn không phải là nhục. Trong đạo nhịn để cho mình có tâm đức, cho mình khôn, cho mình tiến hóa lên, để mình hành đạo. Và mình cuộc đời của mình đó, càng ngày nó càng hết khổ. Cho nên nếu mình muốn tu đức thì mình bố thí, thì nó trổ cái phước báo mình đó. Thì thôi bây giờ tới cô Năm nha. Dạ, cô Phật. Mời Di Đà Phật. Thì cô sẽ chia sẻ về tu, tu như cách nào, tu như thế nào. Thì thầy cũng vừa chia sẻ qua, nhưng mỗi một như thầy là chia sẻ ý của thầy, thì cô thì chia sẻ ý của cô. Dạ. Đó, thì tu thì cũng rất là dễ, nhưng mà trong cái dễ nó là mình phải biết thì nó mới dễ, chứ còn mình không biết là nó không có dễ. Hả? Biết là sao? Tu nhiều giai cấp. Tu sư thầy nè, là tu chùa, còn tu cư sĩ tại gia nè. Rồi tu là những người đang làm ăn kinh tế nè cũng tu. Đó, những công nhân cũng tu. Bốn cái phần, chia ra bốn cái phần giai cấp để tu. Tùy theo giai cấp, tùy theo cái trường hợp để mình tu. Thứ nhất là như quý sư quý thầy đây, thì cũng như cắt ái ly thân, thoát ly gia đình để tu giải thoát là một chuyện. Còn cái người tu cư sĩ tại gia đó, có chồng có vợ đó, thì tu ăn ngay ở thật, làm hiền làm lành, sân si buông bỏ, cũng gọi là tu. À, là tu ấy, nó có một cách để cô phân ra bốn cái phần. Một phần là quý sư quý thầy xuất gia, là cắt ái ly thân, thoát ly gia đình để tu giải thoát. Một cư sĩ tại gia là cũng như là có chồng có vợ mà cũng tu. À, rồi những hạng là công nhân cũng là tu. Thì cô chia sẻ là thầy bên sư thầy rồi. Thì bây giờ tới bên cư sĩ tại gia thì tu, đây là tu công phu cô tu tập tối cúng lại sáng chiều hai thời, làm các việc thiện gọi cũng gọi là tu. Những lời nói cho chúng sanh vui cũng gọi là tu, không nói gì cho ai buồn phiền là tu đó, rồi cũng tu đó. À, ví dụ bây giờ đi ra đường mình gặp một cái chuyện gì đó nó khó khăn, nhưng mình hòa nhã, mình giải quyết được giùm người ta cho hai bên đều vui vẻ là cũng là tu đó, gọi là tu. Đó là tu, tu tâm dưỡng tánh. Còn cái phần mà tu cư sĩ tại gia ha, thì mình phải bước vào tu, mình phải ăn chay 4 ngày hoặc 10 ngày nếu trường chay là tốt. Thứ hai nữa là phải cúng lại, phải biết cái sự cúng lại. Trước nhất là mình vào con đường tu, mình mới ăn chay, niệm Phật, cúng lại. Xong rồi cái tâm mình mới là sanh ra cái lòng từ bi, mới đi giúp đời, giúp người, giúp đạo, giúp cho xã hội đồng bào. Đó. Thì trước nhất là mình không sát sanh thì lòng thiện mình có. Thì tất nhiên cái tâm mình từ bi có, thì nó sẽ phát sinh ra một cái lòng từ bi. Thì từ chỗ đó mình mới làm như thiện mới được. Còn nếu mình tu mà mình không có nói là tu, và không có ăn chay, không cúng lại, không niệm Phật là không được. Thì cô chia sẻ đây đó là quý vị tu cư sĩ tại gia đó, khi mình làm ăn, trước nhất là mình phải tin tưởng vào củ quyền thất tổ và Phật tổ Phật thầy Tam Bảo. Rồi mình ăn chay để cái tâm mình nó từ bi, rồi mình niệm Phật để cái tâm mình từ bi. Thì từ cái chỗ đó mình mới đi biết giúp đời giúp đạo,
mới giúp cho bà con cô bác, hoặc giúp cho chùa chiền xây sửa chùa, hoặc giúp người tu trong khi hoạn nạn không có điều kiện để sinh sống để tu, thì giúp cái đó mới cái lòng gọi là lòng từ bi. Thì từ cái chỗ ăn chay niệm Phật mà nó mới sanh ra cái lòng từ bi của mình, thì mình mới tu được vững vàng. Còn nếu quý vị nào tu một cách tu này rất dễ, là mình không sân si, không thù ghét, không có là đố kỵ ai hết, gọi là tu đó. Quý vị cứ tu nhân như vậy là được. Còn những hạng người mà làm công nhân hoặc là ngành trong ban ngành làm việc hành chánh cũng đâu có thời gian để mà cúng lễ tu tập, thì niệm Phật trong tâm, thì lúc nào có Phật thì tâm mình sẽ từ bi, nó sẽ phát triển ra đó. Rồi là mình niệm Phật, mình gặp việc những việc nào là không có gắt rối hoặc là khổ sở, thì mình mở cái lòng ra mình giúp, cái đó cũng gọi là tu. Đúng quý vị, tu rất dễ. Còn công nhân đó thì đi làm suốt ngày à, không có thời gian, hoặc ở nhà trọ rồi là không có chỗ để thờ cúng, thì cũng tu cũng được luôn. Niệm Phật ăn chay tháng 10 ngày, niệm Phật tâm từ bi biết thương người cũng là tu, chứ không phải đợi ngồi đó mà tụng kinh hay là thiền định là mới gọi là tu. Những cái quý vị đó là ta thoát ly gia đình rồi, ta là muốn giải thoát để về cảnh giới bên kia, bên trên Phật, thì người ta mới là tụng kinh rồi niệm Phật rồi là thiền định để giải thoát mà. Còn mình là mình mắc nợ gia đình, nợ gia đình chồng con cha mẹ anh em, thì mình còn làm ăn kinh tế thì mình tu cách đó. Nên là quý vị là tu là phải nhất là cái tâm từ bi, phải có chút nhất trong cái con người của mình và trong cái tâm của mình, phải mở cái lòng từ bi biết thương tất cả mọi người, ai cũng giống như nhau, không đố kỵ, không ghét ai hết. Người đó có làm xấu thì mình cũng không nói, mà người đó làm đúng hay sai mình cũng không nói. Mình cứ giữ sao cho tâm mình được từ bi và thương tất cả ai đó, mình cũng vẫn thương yêu giống nhau như là con một cha, là dìu dắt nhau và con đường đạo đức đã là gọi mình tu. Còn mình tu hen thứ nhất là không đố kỵ nha. Người đó có xấu xa hay làm việc gì không đúng cũng không nên nói, để đó cũng có bề trên xử phạt, mình không cần nói, đó là gọi là tu. Còn mình tu mà mình gặp cái gì mình cũng sân si, mình cũng đố kỵ, mình cũng phân tách ra, mình cũng chia này kia nọ ra là không có tu. Phải tu là tu tâm, sửa tánh cho mình, đó là tu tâm. Mình cư sĩ tại gia là mình tu tâm. Nên là quý vị và cô chia sẻ cũng rất nhiều trên con đường tu tập, tu làm sao đó. Nhiều hạng tu, bốn cái giai đoạn tu nè. Thứ nhất là sư thầy, thứ nhì là cư sĩ tại gia, thứ ba là làm việc hành chánh, thứ tư là công nhân. Tu được hết, mình cấp bậc nào mình tu theo cấp bậc đó. Tại vì là cô nói đây hang như là công nhân đi, thì sáng mở mắt ra đi làm rồi, đâu có ngồi tụng kinh cúng lại như mình được. Thì phải niệm Phật, niệm Phật trong tâm, và đi ra đường gặp hoàn cảnh nào khó khăn, mình có 50 mình giúp 50, mình có 100 mình giúp 100, là gọi là lòng từ bi. Cái lòng từ bi này nó bác ái đại đồng thì mới gọi là tu. Còn mình tu nói thí dụ nghe thầy ngồi tụng kinh niệm Phật nhưng mà không có tâm từ bi cũng không có tu. Cái đó là không có tu. Tu là phải sửa cái tâm cho trơn, cho minh, cho tốt, cho là từ bi thì mới được gọi là tu. Đó. Như cô không có sức gia, cô không có xuống cấp, nhưng mà tâm cô từ bi, ai cô cũng thương hết. Hoàn cảnh nào khó khăn là cô giúp, cô đi xin điều này điều kia cô giúp. Đó là tâm từ bi mình có, nên mình không có đố kỵ ai hết, dầu cho người đó xấu xa hay là cái gì nữa, người ta tu chặt hay đúng gì cũng kệ người ta. Là mình cứ giữ sao tâm mình cho được tốt thì Phật chứng mình. Còn cái thứ hai nữa, thí dụ như cái trường hợp như cô đi giúp đi, cô làm từ thiện cô đi giúp, nhưng mà cô phải tìm đúng cái chỗ đó đúng là cô giúp, còn cái chỗ mà không đúng thì cô không có giúp. Giúp cho người ta như vậy là mình như là mình giúp tay với kẻ xấu, nên mình không giúp nó như vậy. Còn cô phân chia ra cái vấn đề mà tu đó, bà con cô bác trên cộng đồng này, tu là cô phân tách cái vấn đề tu hang, còn tới đây là cô phân tách cái vấn đề là nhân quả. Đó, nhân quả
luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim không lọt một ai. Thì vậy hôm nay ta làm việc thẳng ngay thì cái nhân nó đến, cái quả nó luôn. Cái quả của mình tạo gây trong tiền kiếp trước đó, con người ai xuống trần này mà không có gây nghiệp quả nhiều vết thôi, mà biết tu hiền sớm thì cái quả nó sẽ lui, cái phước nó đến thì nó đẩy cái nghiệp lui. Còn mình không biết đó thì cái nghiệp nó đến là mình đánh đủ. Nên hôm nay đó là quý vị tu là phải nhớ là có nhân có quả, chứ không có phải là không có nhân quả nha. Nhân quả kiếp này mình làm rất là nhiều việc thiện, không làm gì tội hết mà sao mình khổ hoài, là do cái nhân quả kiếp trước mình gieo. Thì bây giờ mình gán trả mà mình vui vẻ mình trả đi, rồi mình làm các việc thiện vô thì cái từ từ nó hết. À, cái quả nó lưu thì bao nhiêu thiện nó đưa tới. Thì như bây giờ, ví dụ bây giờ thầy á là hai cái cân đi, thầy thấy cục đá này cân quá nhiều nè, cái này ít nè, thì tất nhiên phước mình nhiều, để cái kia là nó hết. Dầu có trả nghiệp nhưng cũng nhẹ nhàng đó. Còn quý vị nào mà không biết nói sao bây giờ kiếp này tôi ăn nga ở Phật, tôi hiền lương mà tôi ăn chay niệm Phật không, mà sao tôi khổ quá khổ, là do nhân quả kiếp trước. Quý vị đừng than, cứ vui vẻ tu hành niệm Phật nhiều lên. Thì trong Đức Thầy có nói đó, niệm Phật thì tan chướng nghiệp. Niệm Phật chỉ đó thấy chứ là công đức vô lượng đó, chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi, đó là tan chướng nghiệp. Thì bây giờ mình biết mình khổ đây là cô nói về nhân quả. Mình biết là mình tu mà tại sao mình khổ, là tất nhiên là kiếp trước mình gieo nhiều kiếp trước nữa, mình gieo nên cái kiếp này là cái màn hạ nguyên, nó cũng gần cận kề để mà lập lại thượng nguyên, nên là phải đòi, nó phải đòi hết, nó xúm nhau nó đòi. Thì mình biết như vậy đó, mình trả, mình vui vẻ, mình niệm Phật, mình cúng lại, càng khổ thì mình càng tu nhiều, càng ăn chay, càng niệm Phật, càng đi chùa lại Phật cầu xin ơn trên Đức Phật từ bi gia hộ cho nghiệp chướng tiêu trừ. Ăn rồi càng tu tiến lên, rồi càng làm phước nhiều lên là hết. Đó là luật nhân quả quý vị, trong nhiều đời nhiều kiếp nay mình trả. Còn cái mà nhân quả hiện tại bây giờ đó, cái màn này đó, thì cô cũng nói luôn nghe quý vị trên cộng đồng, trong cái màn mạt pháp này là có cái câu là Phật cũng nói luật nhân quả thật là có diễn một suốt có kim chẳng lọt một ai hen. Thì cái đó là cái tiền kiếp trước, còn hiện tại kiếp này là cô nói là trong cái kiếp này mình đang sinh sống đây, mình làm việc thiện thì trả liền, không có để kiếp sau nữa, tại vì hết rồi. Yeah. Bây giờ nếu quý vị muốn làm việc thiện gì đó, tất cả đều hưởng liền tại trong kiếp này đó, không có là phải chờ kiếp sau. Nếu quý vị nào phát tâm làm phước, tiền dư của đệ thì phát tâm làm phước, làm việc thiện đi là hưởng liền tại trong kiếp này, không có xa. Tại vì không còn cơ hội nào mà để chuyển kiếp nữa, nếu mà chuyển nữa thì lên lập hậu long qua luôn đó, đời đời thượng quân thánh đức luôn. Nên là quý vị nào có tiền ăn dư đệ thì ngày hôm nay trong cái kỳ chót này mình làm phước cho nhiều là mình hưởng liền tại chỗ, không có để chờ kiếp sau. Còn quý vị nào tu mà thấy khổ là đó là mình trả kiếp trước, nên kiếp này mình cũng làm phước cho nhiều để mình trả cho nhanh đó. Thì cô chia sẻ tu với lại nhân quả đó. Thì bây giờ thầy tiếp đi thầy. Rồi, Nam Mô Di Đà Phật. Xin tiếp chuyện cô Năm nói về luật nhân quả ha. Ông thầy cũng xin tiếp theo nói theo luật nhân quả ha. Ví dụ tại sao cái người đó người ta không tu, mà sao ta giàu? Đó. Ta không tu mà thằng vợ ta không có thấy người tu. Mà làm bằng gắt là ác luôn. Mà giàu. Giàu. Để quý vị biết sao? Để thầy giải thích luôn. Là sao mà ta giàu? Đó, rồi người ta đó không thấy làm gì, không thấy là đốt cây nhang mà không thấy làm gì thiện nhưng mà ta giàu. Đó. Cái đó là trên đời có nghe. Có luôn. Cái là thấy đó, không biết người ta làm ác mà làm ác, ác thôi người ta vẫn giàu. Đó là cái dịch nhân quả đời trước của họ đó, nhiều tiền kiếp trước đó gieo phước lành. Họ gieo cái phước lành, ví dụ bây giờ họ không biết tu là tại vì họ không có quy y với Phật Pháp Tăng, là không có cái nhân đó thì họ không có thể tu được. Cho nên họ giàu là sao? Họ làm những việc, ví dụ cầu đường nè, đó họ bắt cầu đường
rồi họ làm những việc thiện, nhưng cất nhà ta ở nè, họ phát quà, họ cứu trợ nè, họ cái người đó làm những việc thiện nhưng mà họ không tu, không họ không tu nhưng mà vẫn giàu nghe, vẫn giàu à, vẫn gồm những vẫn giàu lắm, là giàu. Tại vì phước trước trước ta đang hưởng mà. Gồm lại. Rồi những tại sao mà họ giàu mà họ không biết tu là vì họ không có cái nhân để quy y Phật Pháp Tăng là họ không thể tu được. Con người đó, ví dụ con người mà có quy y Phật, quy pháp quy tăng là biết tu, biết nhịn nhục như cô Năm vừa kể đó, thì biết lực nhân quả đó thì họ mới mau hết khổ. Tại vì họ giàu nhưng mà họ tranh đấu nhiều, họ làm những cái việc là miễn sao họ giàu thôi. Họ không có nghĩ tới cái chuyện mà tu hành, họ không có nghĩ là tu tâm dưỡng tánh, thì họ vẫn giàu nhưng mà họ làm những việc đó đó, thầy vừa kể đó, thì vẫn giàu. Nhưng mà cái tâm của con người mình đó lúc nào cũng hơn thua chứ, không có hướng thiện, cho nên họ không quy Phật, không quy pháp, quy tăng, cho nên họ không có theo Phật mà tụng kinh hay lại Phật hay đốt nhang cho Phật được. Tại cái gì cũng phải có cái nhân trước, lực nhân quả phải có nhân trước, nó mới có chỗ cái quả được. Cái kiếp trước người ta làm phước không, người ta không có công đức, người ta không có tu công phu tu tập, người ta làm phước không à, bây giờ ta hưởng cái phước cái thầy, hưởng phước rất là giàu nhưng không biết con đường tu. Không tu. Còn ví dụ bây giờ mình muốn thành thánh này dễ lắm, thành thánh thành Phật hiện này bây giờ này chứ không có nói lâu lâu chứ. Trong màn này nè. Mình hiện bây giờ thực tế bây giờ luôn. Nếu như ông Phật thì sao? Ông Phật làm sao là mình làm y như Phật à? Rồi ông Phật làm sao mình làm y vậy? Ví dụ mình lại mình chửi, mình làm gì ông Phật á, đánh đập ông gì ông chửi ông không nói. Là tự nhiên mình thành Phật hiện đại đó. Là mình là ông Phật đó. Nhưng mình không biết đó. Là tại mình không biết đó. Còn mình làm việc như ổng mình mới được. Chứ không phải khó đâu. Ông là Phật rồi đó. Chứ đánh ông cũng đâu có nói. Đâu có gì đâu. Đó là ông Phật rồi, vậy là ông Phật đó. Ông Phật rồi đó. Là ông Phật đó. Ví dụ bây giờ người ta chửi mình đi. Mình đánh hình đi. Nhưng mà trong lòng mình ấm ức nha. Ấm ức. Ấm ức mà không trả lời. Là mình là thần. 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 Ấm ức. Không là thần. Được thành thần. Thần. Còn mà không ấm ức luôn á, mình mới thành thật. Thành thánh, thành tiên, thành thật. Cái đó là Phật hiện tại luôn đó. Cho nên Phật không gì khó, nhưng mà tại vì do cái nghiệp lực của con người mình, lực nhân quả mình quá nặng đi, phải không? Cho nên mình sân si lại. Cho nên mình còn gieo thù kết quán với cái người đó. Thì cho nên mình cái nghiệp của mình á, nó trả dai hoài. Nó không có tiến hóa được để thành Phật, thành tiên, thành thánh thôi. Bởi vì chứ thành Phật, thành tiên, thành thánh dễ lắm. Rất là dễ luôn á, mà làm không được. Nhiều khi mình không biết nữa. Có khi mình không biết cách nào để làm. Biết cái thầy, biết mà làm không được á. Cho nên mình hành vậy đi. Có người biết được không? Ví dụ người ta nói, tu hành ông Phật biết gì nào. Nhưng mà dễ là không có gì khó. Miễn sao người ta nói nặng mình mà mình không có nói lại, tức là hình Phật. Không giận. Cái tập hình Phật liền trong lúc đó đó. Nếu mình giữ được hoài thì mới được nha. Là mình đắc quả tại thế. Còn thầy giữ có một bữa, một bữa sau không được là không có thành, phải không? Không được. Ví dụ mình giữ được một người mà người khác nói nữa, giữ không được. Là mình lúc đó mình hơn thua lại, là mình không có thành. Đúng rồi. Miễn sao mình giữ được lúc nào là mình thành Phật tại thế đó. Đắc quả. Mà mình phải giữ hoài trong cái kiếp con người mình đó. Thì mình mới được. Đắc quả luôn suốt kiếp. Đó. Tức là mình khi mình mất rồi mình sẽ tòa sen Phật dành cho mình liền. Để sẵn cho mình ngồi đó. Cho nên con người mình á, ông Phật ông nói theo lực nhân quả. Con người mình ông Phật ông chỉ chọn có hai người. Nếu ông nói đó, cái người nào nó ác đó thì bị chầm lưng khổ ải. Còn có người nào thiện thì tòa sen Phật để dành cho mình. Ví dụ mình tại sao mà mình mà hiền thì mình làm việc thiện này cũng phát tâm từ bi này, như cô Năm nói đó hồi nãy đó là mình thiện rồi đó. Nhưng mà khi mình thiện nó muốn ngồi tòa sen đó, khi người ta nói không phải mình nhịn được, thì tòa sen Phật để dành sẵn cho mình.
Bởi vì mình biết á, mà mình nhịn không được á thầy. Nhưng, biết á, chứ không biết đâu. Người ta biết hết trơn à, nhịn 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 không có được. Nhưng cô Năm đó, nhưng cô Năm đó, mô Phật. Và các mạnh thường quân đó là tu cách nào? Ví dụ ông thầy ngồi đây, ông thầy hưởng của đàn nam thí không? Nếu mà ông thầy tu mà không đủ đó, là kiếp sau phải trả quả lại cho các vị mạnh quân. Đúng rồi. Trả quả. Còn ông thầy tu mà gốt gáo đó, có đức độ đó, thì mình mới gánh được cái đó khỏi trả quả, mình mới tiến quá lên. Còn nhưng cô Năm với các vị mạnh thường quân làm những việc bố thí là Phật dạy là hành Bồ Tát đạo. Mình là làm ăn, mình lo làm ăn, mình không có cái duyên ở chùa để xuất gia. Nhưng những quý thầy quý cô, mình hành Bồ Tát đạo là gì? Mình lo làm ăn có tiền dư ra, mình làm phước, mình tu được như vậy mà mình tu nữa đó, thì có thể mình cao hơn mấy ông thầy mấy cô. Tại vì cái đồng tiền của mình đó mà đó, có đã dư ra đó, mình bố thí, mình làm phước, mình thấy ai cần mình giúp, đó là Bồ Tát đạo. Nhưng mà cái người mà tu nó mới làm được vậy. Cái duyên phước vừa làm thiện mà vừa tu tâm dưỡng tánh. Tu là gì? Tu tâm là cái lòng mình từ bi nè, bác ái. Ai nói gì không phải là thôi mình bỏ qua, ai chửi mình bỏ qua, đó là mình tu tâm, hay gọi là tu tâm. Nếu mà người nào mà làm những việc thiện nguyện được còn tu tâm nữa thì đắc quả dễ lắm. Phật dành để dành sẵn cho tòa xem. Đó là Phật chính Phật nói. Bởi vậy thầy biết không? Thầy cho con hỏi là Phật đâu phải là có phép hay là có biết quá gì mới gọi là Phật đúng không? Chỉ là cái tâm từ bi là Phật đúng không? Ví dụ ông Phật đó hồi xưa đó, nếu mà xếp vào hàng La Hán đó, là cho nên đó, các pháp Phật dạy các pháp quy tâm tạo, tức là các pháp của thế gian quy vào một chỗ, tức là cái tâm của mình á thanh tịnh là biến ra dạng pháp. Nếu đắc vào hàng La Hán rồi đó thì người nào cũng có phép, nhưng mà Phật không cho dùng, mình sẽ có thần thông. Cho nên á, thần thông là gì? Người ta nói mình nghe xa xa lắm, hoặc là biết được cái tiền kiếp của mình cũng gọi là thần thông đó. Còn mà nói mà phép mà để biến quá hay gì đó là mình không có xài. Mình biết nhưng Phật cũng cho xài, xài là mình đi đọa lại liền. Mình giảm dụng cái phép đó đó. Chứ không phải mà mình có phép nhiều biến ra này hay làm cái kia gọi là mình đắc quả, không phải. Dạng pháp quy tâm tạo, tức là các pháp quy về một, tức là mình muốn nhập định hay ngồi thiền nhập định là mình không nghĩ gì hết. Mình không nghĩ mình là gì, nhưng mà mình chỉ biết mình ngồi thôi, thì gọi là các pháp quy tâm tạo. Cho nên các lục thông hay là phép gì Phật, cả hàng La Hán là có hết, nhưng ta không dùng là bị đọ Phật không cho. Còn mình chỉ mà nó, là mình chỉ nghe ở xa, chỉ biết cái kiếp của mình nó dạy gì với nhau. Nếu mà La Hán là biết được 108 kiếp, còn chứ không biết được nữa. Cho nên hồi xưa có một ông đó, ông tu, ông Lao Phi Ca, vợ ông tên gì đó, mà lúc đó là vợ ổng đó là người cư sĩ, nhưng mà Bồ Tát mà ổng không biết. Nhưng mà vợ ổng mới biết 180 kiếp của ổng. Cho nên là ổng tu cho mấy cốc, rồi vợ ổng là một người cư sĩ lại hộ pháp cho ổng để quá độ ổng đó. Thì ổng nghĩ gì á, là bà này cúng dường đấy hả? Sao ổng nói sao kỳ. Khi tại vì ổng chưa bắt quả, cái ông sợ ông tôi giữ lên. Mà khi ổng phát không, ổng nhập định rồi đó, mà ổng khi ổng xả định ra, ổng nghĩ cái gì thì ba đem cúng dường đấy, thiếu ổng nghĩ gì là có đấy. Sao ổng nói sao kỳ vậy? Sao cái đầu ổng mới kêu là bả mới kêu thôi bây giờ ông nhập định thời gian coi sao. Là như ổng nghĩ gì là bả biết đấy, mà lại trả lời cho ổng nghe. Đó, ông nhập định vô một thời gian, tu theo khoảng có một thời gian đó, thì ông mới đắc La Hán. Ông mới nhìn lại là 30 kiếp trước là cái người đó là vợ ông bành kiếp. 30 kiếp trước là ở chung nhau tu, nhưng mà ông tu không bằng bà bắt La Hán trước. Nhưng mà bà quay lại bà độ ông.
Cho nên đó là ổng nghĩ gì bà biết hết trơn, bà biết chưa hả? Cho nên nó là ông sợ quá đi, ổng mới tu hoài. Thì cũng như là, cũng như thầy, nhưng mà mấy chục kiếp trước ổng với bà tu đi, nhưng mà bà đắc đạo trước thì bây giờ ông này chưa đắc đạo thì phải tái sanh với lời đi, đỡ cho người này để đắc đạo. Cũng như tu với ông chồng tôi vậy đó. Đó tôi đồ ổng đó. Nhân viên á, nhân viên là vậy. Ổng đồ ổng đâu có tu, ổng đâu lúc làm công an đâu có ăn chay đâu. Là mà khi mà ổng về hưu là tôi nhất quyết ông phải ăn chay cũng lại tu. Đó. Mà độ dữ lắm nha thầy. Bây giờ chưa được chuyển còn cái tâm chút thôi. Bây giờ có cách nào để chuyển cái tâm ổng lên à? Thì từ từ chứ. Từ từ. Cái tâm ổng là hay nói người ta chứ không gì. Tâm thì tốt cũng làm thiện mà cái tâm hay nói nhiều đó. Bây giờ làm sao chuyển cái đó nữa, cái là ổng đắc đạo luôn đó thầy. Nha, thầy giúp mình cái đó bây giờ coi. Từ từ được. Đầy đủ công đức là cho. Đó nên nhân viên tụ họp cái gì phải có nhân. Ví dụ bây giờ mình thấy người ta giàu đi. Mà mình muốn giàu nhưng ta mình nói hoài không làm không được là mình không giàu được. Ví dụ mình muốn giàu nhưng ta mình gác bố thí làm phước đi. Mình làm những việc thiện đi. Ví dụ bây giờ mình thấy người ta mà cho đó, ví dụ người ta mình thấy là cho đi, ví dụ người ta thấy cô Năm mà Mạnh Thường Quân gửi quà cho cô Năm nè mà đem cho các mạnh các nhà thiện đó, thì mình thấy đó mà tự nhiên cái lòng mình quan hỷ vui vẻ. Đi mình không có tiền mà mình nói trong tâm mình nói phải mình có tiền cũng làm vậy ha, mình rất quan hỷ thì cái phước báo của mình nó ngang hàng với cái phước người ta có luôn đó. Mình nghĩ vậy là có phước luôn đó, thật dạy đó nha. Cho nên nó là cái gì cũng do tâm mình tạo. Còn mình sân si đó, mình không cho ta làm nữa đó, hoặc là mình sân si trong tâm mình đó là sau này mình nghèo cùng lắm, mình khốn khổ tại mình gieo nhân. Mình cho thấy nên... ta làm mà mình không vừa ý rồi mình còn nói trong lòng mình ghét người kia nọ, mình sân si đó khổ đi, hoặc là thấy ai làm việc thị mình cản đó. Là sau này mình khổ tâm mà mình nghèo lắm đó. Cho nên các vị mà tu có vị mà sau kiếp này mình cũng thấy cúng lại lắm nha, mà nói sao ông thầy ơi con nghèo quá nghèo đi. Là tại vì cô kiếp trước đó cô không có gieo duyên cho nên kiếp này là cô nghèo, đó là Phật giải mà, đó là lực nhân quả. Nếu ai có biết tu biết đạo á thì sẽ biết lực nhân quả, thì người ta nói đó đúng, còn người ta không biết người ta nói sai đó chuyện của người ta. Đúng rồi, có người không biết tu là không có nói nhân quả, và có người có biết tu thì mới biết nhân quả. Nhưng mình ở tại đây là mình có miếng đất mà mình tại mình không biết gieo trồng phước đức. Ví dụ như ông thầy đây ở chùa đó thì phải cúng lại cầu nguyện vì dạng dân bá tánh, cầu siêu cho hàng quan trăm họ, cúng cho các trong linh tan, cho người ta, vừa cho người ta cúng cho tan mà vừa lấy pháp của Phật tụng. Ở chùa thì gọi là tụng. Để làm chi? Để cho các vong đó ăn no đủ mà biết tu hành mới tiến hóa được, mới siêu thoát được, mới hết khổ. Siêu là gì? Ví dụ bây giờ mình đang cái vong đang khổ, đang đói đi, không có ai cúng cho ăn, thì mình cúng cho ăn, rồi tự nhiên ông thầy có hoặc là cái vị nào có đức độ đó nói, tự nhiên ta quán hận, ta buồn phiền, ta không siêu được, rồi nói lấy pháp Phật tụng cho họ nghe, cho vong linh nghe, rồi họ no đủ, rồi họ chuyển tâm đi, họ sẽ siêu thoát, gọi là siêu thoát tức là hết khổ đó. Đó là lời Phật dạy. Ví dụ bây giờ cái người đó đi, ta đang khổ đi, lại cô Năm ơi, cô cho con chục ký gạo, cô Năm nói ăn niệm Phật nghe, ta điểm liền à, tại mình cứu tâm mà, ta cứu, cũng như đi phát gạo ha. Niệm Phật ra, đó là nhân quả. Niệm Phật, mà có người không có niệm nghe thầy, cho phải chơi đâu. Cái đó là nghiệp ta nặng đúng không? Có người kêu niệm, niệm bước siêu hạnh nó niệm lớn cho con nói niệm hoài nhà nó không, bây giờ niệm đây cho con nghe nè. Vậy đó, cho mấy triệu đó. Không biết niệm tiếng niệm, không biết niệm một tiếng niệm Phật ra làm sao luôn á. Vậy họ mới khổ đó. Chứ họ biết niệm Phật biết tu là từ từ sẽ hết khổ, từ từ mình trả hết cái nghiệp. Nhưng mà kiếp này hiện bây giờ đó, theo lực nhân quả đó, thì cái trong cái màn này đó là trả liền, như cô Năm nói này đó, trả liền. Cho nên người nào làm phước là hưởng phước, làm quả là trả quả tới liền, quả dồn nhiều đời nhiều kiếp rồi đó. Thôi phước là hưởng liền, trả liền. Nhưng người kiếp trước á, ác chưa trả hết, cái kiếp này là ác, nên là hai cái nên trả, một cái là không chịu nổi được là tiêu đó.
Cho nên khi mà mình còn đương thời nè, tức là cái sức khỏe còn tốt đó, mình gán trả đi. Không trả thì để già mình trả nó không có nổi. Đúng rồi. Ví dụ bây giờ mình thấy ai xin, mình có tiền của thì mình cứ việc làm từ thiện, làm phước là đi. Thì tới già mình đã nhờ cái công đức đó mà mình sẽ phước mình chỗ ra. Ví dụ mình mần hết nổi có con cháu hay có đồng tiền nào tự nhiên đem lại nó nuôi con, mình nó ra cho mình. Tại vì mình có cái phước để dành cho già mà. Còn bây giờ mình không chịu trả, tức là mình còn đang khổ nè, mình có tiền nè, mình tưởng rằng mình sướng hoài, mình khỏe hoài, nhưng mà sẽ già, sẽ đau, thì mình đem tiền ra làm phước, cúng dường đi. Hết chị đó mà không hết. À, mình đó là mình để dành cái phước đức, cái đức của mình lại. Thì tới già, tới lớn tuổi càng nó chỗ phước hoài, ăn hoài không có hết. Đó, cũng như thầy thấy không? Bây giờ như tôi đây ha, tôi không có đứa con nào chăng, hồi đó tôi còn trẻ, tôi nói nửa già không có con nuôi, mà tôi càng già ha, giờ tôi bảy mấy tuổi ha, mà con tôi nhóc luôn, con không có sanh, mà nó cũng vẫn thương yêu, nó cũng lo lắm, ngàn nhiều con lắm, chừng mười mấy hai chục đứa con luôn á, tính ra hết là cả hai chục đứa con á, mà đau ốm nó cũng lo, nó cũng thương yêu lắm. Hồi đó hồi mình còn trẻ mình đâu có biết, đâu có tu đâu biết, nói già rồi không có con cái đây rồi không biết ai nuôi. Nhưng mà tôi càng già thì tôi càng khỏe phắn hơn hồi trẻ. Hồi trẻ làm buôn ba tiền bạc quá mà không có còn, mà cái tâm lúc nào cũng khổ. Bây giờ tôi không có tiền mà cái tâm tôi thanh thản lắm, và con cái cũng đầy đủ. Có đau đứa này nó cũng lo, đứa kia nó lo, muốn đi đâu thì nó cũng cho tiền đi. Nên vậy đó, nên là bây giờ cái phước mình tạo, bây giờ mình già mình được hưởng đó, thầy nói đúng luôn ra. Mình tạo cái đức đó, mình làm phước đó, bây giờ là nó sẽ trổ quả lên đó. Yeah. Rồi, vậy thì cảm ơn cô Năm với thầy Khai đã chia sẻ Phật Pháp để cho bà con tu một tí trong ngày này. Đến đây kết thúc bây giờ để mình nói cái tiền của Thanh Thu Úc 10 triệu để cho Tùng bồn nước thì mình nói luôn hay sao? Phải để nữa mình phát rồi mình mới đọc. Phát bồn mình đọc. Vậy ha. Có bồn phát bồn mình đọc. Vậy đi ha. Giờ chưa đủ, nhiều người quá vậy. Anh 7 người xin. Thì tính ra cũng được 10 sư luôn á. Được cũng gần được 10 cái thùng. Để chừng nào được 20 cái thùng rồi mình cho, rồi mình đọc danh sách lên luôn ha. Vậy thì cũng được. Rồi vậy mà mong ai bị giải lại chào. Rồi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Xin hồi hướng công đức này cho tất cả pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Chính phương trời mười phương chư Phật và hậu độ trì chúng mình. Cô cũng có đôi lời chia sẻ đến các mạnh thường quân của cô trong nước và ngoài nước. Thì hôm nay là cũng vào cái ngày 27 tháng 9, cô cũng đến đây trao tiền cho thầy. Thì cô cũng xin là hồi hướng công đức này đến các mạnh thường quân của cô trong nước và ngoài nước, rất là nhiều việc chứ không phải là riêng hôm nay. Thì cũng cùng cô để làm những việc thiện nguyện này. Tới đây thì bữa mùng 2 là cô đi Sóc Bom Bo phát gạo cho đồng bào ở ngoài đó. Rồi là tới đây có một cây cầu thì cũng ở trong, nằm trong tỉnh An Giang, thì cũng có kêu gọi cô. Nhưng hôm nay clip này nếu các mạnh thường quân của cô và cô bác, bà con cô bác trên cộng đồng nếu có nghe được thì có phát tâm, thì cô sẽ làm một cây cầu, bắt cây cầu ngang qua ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Thì cô cũng mong các bà con cô bác trên cộng đồng và các mạnh thường quân của cô để cùng chung với cô để làm việc thiện nguyện này. Những người mà những các mạnh thường quân cũng có ăn dư để thì làm phước trong cơ hội này để mình tạo cái phước thêm. Cô cũng chúc cho bà con cô bác trên cộng đồng và mạnh thường quân của cô được nhiều sức khỏe và trên con đường tu tập được tiến lên. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Cho thầy nói thêm vài tiếng nữa được không? Được. Ví dụ bây giờ như cô Năm đang bắt cầu đó, là cái phước mình rất lớn, tại khi người ta cần đi ngang đó, người ta thấy cây cầu đẹp, người ta đi qua được, ta mô Phật, đó là cái công đức mình lớn. Tại vì người ta đang cần đi mà cái có cái điều kiện đó, thì cái đó là còn hơn là mình xây chùa nữa. Tại vì hơn là bất tam bảo nữa. Tại vì khi người ta đi ngang đó, người ta niệm Phật và thấy cây cầu đó quá phước đi, quá tốt đẹp đi, thì người ta niệm một tiếng là mình thấy, người ta nói vui vẻ một tiếng là người ta vui, là mình thấy có công đức mình lớn lắm.
Nam Mô Di Đà Phật, xin các mạnh thần quân gán giúp cho cô Năm hoàn thành cái cầu đó cho được tốt đẹp, cho dân chúng đi và được thuận lợi và vui vẻ. Xin thì, các mạnh thần quân ủng hộ cô Năm đòi mình được. Thì cô cũng tiếp lời vài câu nữa. Yeah. Thì hồi trước đó đó, mẹ cô là lúc có 65 tuổi thì cũng tới cái tiểu số, cũng là như vậy mới đặt cái bàn ở ngoài bàn trời, bàn thắp, thắp đèn trời mới cầu nguyện ơn trên là cho tuổi thọ mẹ tăng, là đổ một con lộ đó. Hồi xưa đó là mới giải phóng đó, có năm đầu hai năm đầu đó, cái khúc lộ đó rất là xình lầy, đi người ta mang đất sét đó dính tới đây. Thì có phát tâm là nguyện đổ một cái khúc đó, một cái khúc lầy đó. Thì mẹ cô sống được 76 tuổi nữa là mới chết đó. Thì cái công đức mà làm cầu với làm lộ này là rất là công đức vô biên. Ở trong cái cát báo đó, trong cái cát báo đó thầy, là nói bắt cầu bồi lộ công đức vô biên, vô biên đó. Nên là cô thấy thực tế là mẹ của cô đó, thì là mới nguyện là đắp một khúc lộ. Tại vì đó cô có ghe chở cát đó, chở cát về đổ, đổ con lộ một khúc đó cũng khoảng nửa cây số. Là rồi ai đi ngang đấy, đàn ơi ai làm độ này quá im, mà Nam Mô Di Đà Phật, mà mẹ cuộc sống tới 76 tuổi, sống thêm 11 năm nữa. Công đức vô biên vô lượng đó. Nên là cô thấy ở đây là cầu dí lộ là công đức vô biên. Nên là quý vị nào có ủng hộ cùng cô thì để mình làm một con đường này để hồi hướng công đức đến của quyền tất tổ và pháp giới chúng sanh. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Phật.